Thanh niên Thanh Hóa tá hỏa vì bị dựng chuyện tử vong để kêu gọi từ thiện. Đang sống bình thường ở quê nhà, anh Tê tá hỏa phát hiện trên mạng xã hội thông tin mình tử vong bên Đài Loan và kêu gọi từ thiện, hỗ trợ. Công an thành phố Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo tới người dân về việc có nhiều người sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật nhằm mục đích lừa đảo kêu gọi từ thiện. Theo thông báo của Công an thành phố Thanh Hóa, những ngày qua, các tài khoản Facebook có tên là Siêu Bắc và Thiên Nhân sử dụng hình ảnh Facebook cá nhân của anh NLT, trú thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc và đăng các dòng trạng thái có nội dung cho rằng anh T đi lao động ở Đài Loan, Trung Quốc đã bị tai nạn giao thông vào ngày 11 tháng 2. Các đối tượng này đã nêu hoàn cảnh đáng thương của anh T như nhà có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ già và một em trai, tai nạn do T tự ngã xe nên không được bảo hiểm chi trả. Mong anh chị em và các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ em để em nhanh được về quê hương với gia đình. Dưới dòng trạng thái, nhóm này đã để lại số tài khoản ngân hàng để mọi người ủng hộ gửi tiền. Đáng nói, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, bởi anh T vẫn đang sống bình thường ở quê nhà, chưa từng đi Đài Loan bao giờ. Anh T cho biết, bản thân anh chưa đi Đài Loan bao giờ, cũng như không bị tai nạn giao thông. Nhiều người thân đọc được các thông tin trên mạng xã hội gọi điện tới hỏi han thì anh mới tá hỏa về sự việc. Hiện công an huyện Hậu Lộc đã nắm được thông tin sự việc và đang tiến hành làm rõ để xử lý những kẻ tung tin thất thiệt trên. Trước đó, công an huyện Hà Trung cũng đã phát hiện một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Phương Nga liên tục đăng tải bài viết trên nhiều hội nhóm để kêu gọi ủng hộ cho trường hợp bố đơn, thân bị ung thư máu tên là Đỗ Minh Hậu và con gái, 19 tháng tuổi Đỗ Diệu Linh bị bỏng nặng, sống tại xã Hà Long, huyện Hà Trung. Cháu Linh bị bỏng là do người bà bất cẩn làm đổ nồi canh vào người, bố cháu đang điều trị ung thư phải xin ra viện để đi vay tiền đưa con ra Hà Nội cứu chữa. Bằng những lời lẽ miêu tả rất thương tâm, kèm theo hình ảnh nhân vật, không ít người đã tin tưởng và chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản ngân hàng được đăng kèm trong bài viết. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, chính quyền địa phương và công an xã Hà Long, huyện Hà Trung khẳng định, trên địa bàn xã không có trường hợp hai bố con Đỗ Minh Hậu như các bài viết đăng tải trên Facebook Nguyễn Phương Nga. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với công an các huyện, thành phố tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi lập các tài khoản Facebook để gọi từ thiện để lừa đảo, trục lợi cá nhân. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.